Thưa quý vị, lợi dụng chung cư cao cấp có hệ thống an ninh cao, bảo vệ nghiêm ngặt, khó xâm nhập, một số đối tượng đã chọn làm nơi để tiệc tùng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mới đây, đội 2 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm sử dụng ma túy trái phép tại một chung cư trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đội 2 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành đột kích, bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ tại tòa B, chung cư Eco Dream. Thời điểm kiểm tra, 11 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, 5,963 gram ketamin, một đĩa sứ màu trắng, một thẻ nhựa, một tờ tiền 20.000 đồng, một túi ni lông dính ketamin, một loa Bluetooth, hai đèn nháy cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Khi bọn em thống nhất thì Tuấn Anh đã thuê phòng chung cư tại Eco Dream tầng 27 có mã khóa, có bảo vệ và được gửi tin nhắn có mã để vào. Sau khi vào thì kéo rèm kín đáo để tránh sự phát hiện của hàng xóm và mọi người xung quanh ạ. Thật sự là em thấy mình đã quá sai lầm và ham chơi, không nghĩ được những cái hậu quả. Em rất hối hận trước cơ quan pháp luật. Đáng chú ý, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tổ chức sử dụng ma túy nhiều lần trong vòng một ngày tại căn hộ thuộc chung cư này. Ma túy được đặt hàng qua mạng xã hội, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, thuê căn hộ, làm nơi cất giấu, tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy là hình thức phạm tội đang ngày càng gia tăng ở nhiều thành phố. Thực tế này đang đặt ra nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy của lực lượng chức năng. Phương thức thủ đoạn hiện nay thì nó cũng có những cái thay đổi. Ngoài cái việc mà các cái đối tượng là sử dụng, rồi tổ chức sử dụng tại các cái quán bar, vũ trường, các cái quán karaoke thì các đối tượng đấy là thuê các cái căn hộ chung cư cao cấp, đấy là diện tích là cũng rất là rộng và đẹp đấy, và ở trong đấy thì là các đối tượng thuê là ở trên tầng áp mái, đấy là không ảnh hưởng gì đến các cái nhà xung quanh. Trong cái quá trình đấu tranh bắt giữ thì chúng tôi cũng đã phải theo dõi cũng rất là một thời gian cũng rất là dài. Các đối tượng thì không chỉ là thuê để sử dụng mà có những cái đối tượng là thuê xong rồi lại cho thuê lại hai ba cầu để là các đối tượng là đến là tụ tập sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh, trấn áp, không để phát sinh các điểm nóng về tệ nạn và tội phạm ma túy. Trong một tháng thực hiện cao điểm, các đơn vị đã phát hiện, điều tra, xử lý hình sự hơn 700 vụ với gần 950 đối tượng liên quan, đạt 118,7% cao điểm, thu giữ 56,432 kg ma túy các loại. Bản tin 141 hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.